Thưa quý vị, cách đây 57 năm, vào tháng 10 năm 1965, quân và dân ta trên mảnh đất Hòa Lương, nay là xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, bằng sự đoàn kết, quả cảm và thống nhất đã tiêu diệt một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ, làm nên chiến thắng Gò Hà vẻ vang trên chiến trường Quảng Đà, đánh dấu một cột mốc lịch sử vang dội cho đến hôm nay. Và nhân kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2022, cũng trong sáng nay ngày 28 tháng 3, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hòa Vang long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình công viên văn hóa bia chiến tích Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Dự lễ khánh thành có nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Tư lệnh Quân khu 5, cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo huyện Hòa Vang, xã Hòa Khương cùng các đoàn thể chính trị trên địa bàn. Trước đó, từ tầm vóc, quy mô và ý nghĩa của trận đánh lịch sử Gò Hà, theo nguyện vọng của các cựu chiến binh và bà con nhân dân, huyện Hòa Vang đã chủ động đề xuất với thành phố xem xét công nhận di tích chiến thắng Gò Hà là di tích cấp thành phố và cho chủ trương xây dựng một công trình xứng tầm để ghi dấu cột mốc năm xưa. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, sau 8 tháng tập trung thi công, công trình chính thức hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng trên diện tích 12.000 m2, gồm các hạng mục, bia chiến tích, tượng đài chính, sân hành lễ, nhà trưng bày cùng khuôn viên phụ trợ. Công trình được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện cũng như nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân huyện Hòa Vang. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, công trình công viên văn hóa khu chiến tích Gò Hà không chỉ là một nhân chứng sống, có giá trị lịch sử to lớn, lưu giữ một giai đoạn lịch sử hào hùng trong quá trình đấu tranh cách mạng của quân dân ta, mà còn góp phần xây dựng bản sắc văn hóa, giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, khát vọng dựng xây đất nước cho các thế hệ mai sau. Công trình này thể hiện sự trân trọng, tôn vinh những cống hiến hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ chiến sĩ đã ngã xuống tại nơi đây, của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời cũng thể hiện mong muốn nơi đây sẽ trở thành địa điểm văn hóa lịch sử, là nơi các cháu học sinh, thanh niên tổ chức các hoạt động về nguồn, tìm hiểu, vun đắp truyền thống lịch sử và quảng bá hình ảnh đất nước con người Hòa Vang, kiên trung, anh hùng, là địa điểm của bà con, nhân dân trong khu vực tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ cho cộng đồng dân cư. Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa và trao biểu trưng cho 16 nhân chứng lịch sử của trận chiến Gò Hà năm xưa, đồng thời tặng bằng khen cho các đơn vị đã góp phần bảo đảm tiến độ thi công của công trình công viên văn hóa khu chiến tích Gò Hà. Lãnh đạo thành phố cùng các đoàn đại biểu sau đó đã đặt vòng hoa dâng hương tại bia chiến tích nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống hào hùng của mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng, trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Trước anh linh của các bậc cha ông, thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày một giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển và đi lên của quê hương, đất nước.